Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Đợt vừa rồi thì Lượng có chia sẻ một cái ngôi nhà bằng tường đá khá là độc đáo lên kênh của Lượng. Thì có nhận được một sự giúp đỡ của cô Lan Hương ở trong Sài Gòn gửi tặng gia đình một phần quà, đó là bóng năng lượng mặt trời và gạo nhá. Thì bây giờ thì mình sẽ quay trở lại thăm gia đình và mình trao quà. Xin mời các bạn theo chân mình. Thôi, anh ơi, đến rồi. Đây. Bây giờ mình xuống dưới kia kìa. Đi đường này, đường hôm nọ em đi đường mà. Các bạn ạ, hiện tại thì mình có vừa di chuyển đến đây nhưng mà không thấy ai ở nhà. Anh thử gọi xem. Có người thừa chỗ nào ấy. Cô ơi, anh thử gọi. Đấy, để đây cô, tít trên kìa. Đấy, anh nói tiếng Mông bảo cô ơi, về nhà có người cho đồ, có người tặng đồ. Chắc là cô đi lấy củi nhỉ anh nhỉ. Hay là nuôi cho lấy cỏ các thứ. Ừ anh ơi, gỡ hộ em cái này với. Cái bóng điện năng lượng này. Em tay đau quá. Đi đường gió lạnh buốt thật. Nắng mà vẫn lạnh nhỉ. Hai hôm nay còn đỡ hơn. Đi làm gì với cô? Nay cháu quay trở lại thăm cô, có ít đồ gửi tặng cô ạ. Cái đấy là gạo cô ạ. Cái đấy là gạo. Vâng nhá, cô cháu mình vào nhà đi cô ơi. Anh bê vào nhà của em với xong nói chuyện sau. Anh ơi, bê vào nhà đã xong em tí em lắp đặt sau. Mở cửa đi cô ơi. Có nặng lắm không? 50 cân bình thường thôi. Sao lại có cái dây? Sao dây đấy? Con chó này. Đây các bạn có thể thấy đường vào nhà này. Trước là một cái cục đá to này, họ đập đi để làm đường vào nhà thôi nhá. Nhà thì cũng nuôi ít động vật như chó và dê, cả bò nữa nhá. Rồi. Khung cảnh ở nơi đây thì vô cùng là bình yên nhá. Ở trên là cái đường đi, còn dưới này hẳn một cái thung lũng luôn các bạn ạ. Có lẽ thì mình sẽ lắp cái bóng điện, cái tấm năng lượng ở trên kia các bạn ạ. Mang vào nhà trước đi anh. Mang vào nhà trước đi. Xong rồi. Nhà có thang mà. Thang đằng sau này. Tí anh trèo lên trên kia đặt hộ em với nhá. Em chân tay đau. Đâu cái bao gạo đâu rồi? Ở bên này à? Đây, bây giờ thì anh sẽ phải trèo lên trên, đặt cái tấm này lên trên, buộc lên trên mái cho em với nhá. Chân tay em đau. Ôi em quên mấy cái ốc ở ngoài xe rồi, để em chạy đi lấy. Cẩn thận nhá, nó vỡ ấy. Để nhẹ nhàng thôi. Ê cô ạ. Cô ơi, hôm nọ cháu có chia sẻ ra hoàn cảnh gia đình mình ấy. Thì có cô Lan Hương ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy. Thấy gia đình mình hoàn cảnh quá thì cô có gửi cho cháu ít tiền để mua cho cô gạo. Đây là một bao gạo 50 cân cô ạ. Còn đây là hai thùng mì tôm nhá. Và cái này thì cháu sẽ lắp bóng điện cho nhà gia đình cô. Bóng điện năng lượng mặt trời. Sẽ không phải đi sạc nữa. Cái bóng đây đâu rồi cô? Nó thấy cái bóng ở đây đi đâu rồi? Đi đâu rồi anh? À mang đi sạc nhờ rồi. Đấy anh nói với cô ấy là cái tàu lò xe này nó chưa thành này, mà nó mua chưa tủ đi, tỏ nhẹ mà nó bỏ tỏ nhẹ mà nó
Anh đang thông dịch cho cô là vừa nãy mình nói các bạn ạ. Đây là mình mua ít mắm muối mì chính này. Tất cả các đồ dùng cần thiết trong cuộc sống. Ừ, không có gì đâu cô ạ. Ừ anh ơi, tiện thể thì anh hỏi cô là gia đình cô có mấy người con luôn đi, hôm nọ em hỏi thì cô cũng sao anh? Bao nhiêu người con? 9 người và 6 con. 6 con. Ừ. Có một mẹ, một chị gái thì 60 tuổi. Thế chị gái 60 tuổi à? Ừ. Chị gái của ông chồng ấy. Ông chồng đấy. Ừ. Là 60 tuổi, bây giờ còn hai mẹ con, hai vợ chồng nữa, 6 đứa con nữa là thành 9 người. 9 người trong một cái nhà này, thế là hỏi cô là 9 người sống ngủ trên cái giường này luôn à? Ừ. Con đi để tiêu à, nên chua tù à, từ từ kế lũ ra nên nào? Chua tù à, bê, từ làm cả làm đau tà chè, từ làm mù tà chè, từ mới thở im ít xe, từ rộng tha đây. Ờ. Nên thở lột trái tà mấy xe, từ rộng tha. Ờ. Sao vậy? Nó bảo là chín người thì bây giờ đi hầu hết rồi, lúc thứ sáu thứ bảy cái lại về thì còn người thì một trên gác à, một trên gác à, thế là con là được đi học nhà trường nuôi đúng không? Ừ, nhà trường nuôi. Ừ, thế là cũng được rồi, nhà trường nuôi là thứ bảy mới về thôi đúng không? Ừ. Thứ sáu thì hầu buổi sáng thôi, chiều không hầu thì về. À, thế là thứ bảy chủ nhật là ở nhà với bố mẹ cả ngày. Đấy. Thế hỏi chồng cô đi đâu rồi? Nó đi sang nhà kia. À, đi sang nhà kia. Ừ. Ừ, đi hộ làm việc à? Ừ. Ừ, thế bây giờ nhá, như này anh nói với cô ấy thì gạo ấy thì mua như thế này tí biết mình để đâu được nhỉ? Chắc là đi lấy mấy cục đá về để kê để cho đấy khỏi ấm. Ừ. Ừ. Bây giờ thì anh em mình lắp cái này trước cho cô trước đi, xong là đấy. Các bạn ạ, mình sẽ lắp tấm năng lượng ở trên kia. Vì là hướng mặt trời đằng sau mình đây, hướng bên này, chiều nó là sẽ bên này. Để đấy thì tận dụng được tối ưu nhất cái năng lượng. Bây giờ bác thang lên trên này. Thang này chắc không lên được trên đâu à, ngắn quá. Chắc là sang lại sau nhà đi. Có đường lên không? Lên, bác bắt ở chỗ này này là hợp lý nhất này. Bắt ở đây nè. Ừ, đấy, bắt ở trên tấm bồ lô đấy thôi. Cứ ngửa nó lên trời thôi. Chỗ này không ngắn lắm, ở chỗ này không đến đâu. Thang ngắn không đến. Thận nhá, cái tấm pro kia không an toàn đâu đấy. Ô, thang ngắn quá nhỉ. Hả? Cái đấy thì không cần đâu, cái đấy thì họ để bắt vào tường thôi. Cái đấy thì bỏ đi thôi, mình không phải bắt tường, bắt này. Bắt trên mái cho mình tí lấy dây thép buộc vào mà. Ô, này không lên được rồi. Anh cứ để cái đây, đất đã xong anh lên trước thì em đưa lên sau. Bây giờ sang đằng sau này này, anh ơi. Anh lên đằng sau này này, bác thang đằng sau này xong trèo theo mái lên. Cái mái này đòn, cái đòn tay thấy cũng to mà. Bên này thì nó dễ lên hơn. Cái dây nó thì ngắn quá, không ngắn thì mình đặt ở đây. Bây giờ anh cứ lên là để đây đã, xong à. Đi đường nào? Ơ sao cô có miếng tôn đây nhỉ? Chắc là xin ở đâu về ấy. Đấy. Rồi. Cô đi lấy miếng kia về hồi trong với.
Cẩn thận nhanh nhá. Phở lô này thì mấy hôm nay nắng thì cũng không sợ mấy, mưa thì mới sợ. Chỉ sợ cái đoàn tay chỗ này thôi. Xà chỗ này thì thấy cũng đảm bảo hết anh ạ. To lắm. Đưa đây cháu. Đây, cẩn thận nhẹ tay nhá, đừng để nó rơi vỡ là bỏ không ấy. Mất không 800 nghìn ấy. Nối nhiều à? Anh lên chỗ cái lốp ấy. Lên bên trên chỗ cái lốp tí ấy. Để máy này đi, máy này chiều nó hát về đây mà. À, để máy kia đi, cả lấy cả buổi sáng luôn. Để máy kia trong tí mình lấy cái đoạn dây thép để buộc vào cái ấy kia. Đấy, để ở góc đấy, nhưng mà dẫm vào chỗ nào có đinh ấy nhá. Cẩn thận đấy, nhẹ nhàng thôi. Nhìn máy cứ rung. Ở đây thì có ít có gỗ làm nhà nhỉ. Hiếm, gỗ đều hơi hiếm. Đó, đặt trên đấy xong tí buộc vào. Anh cho nó nằm hẳn đi, không phải cho nó nghiêng thế đâu, cho nó nằm hẳn xuống mái đi. Đấy, thế mình mới tận dụng được hết năng lượng của trời. Nghiêng thế là nó không hết được. Thế cô nói nào anh? Cái nhà lớn này chỉ ở cái nhà, ở cái trong là chỉ để ngủ không thôi. Trong này thì ngủ không. Sinh hoạt ở ngoài kia hết. Ở đây. Thế thì lấy bóng ra ngoài đi. Thì ở ngoài kia là nấu nướng này. Xong là nấu cơm này làm xào rau với lại làm tất cả các việc. Các việc thì ở chung hết. Thế thì ra đấy mà nhà đấy thì tối thì về đây ngủ. Đằng nào cũng nhà không có đèn pin nhỉ. Đèn pin đây. Đây các bạn ạ, cũng hơi khá là dở hơi nhá. Theo cô nói thì cái ở nhà trong này thì chỉ để ngủ thôi. Đấy, tối về chỉ ngủ thôi. Ngủ thì ở tất cả mọi sinh hoạt là nhà bên kia hết. Nhà bên cạnh ấy, nhà bếp ấy. Thì giờ có lẽ mình sẽ phải lắp cái này ở ngoài nhá. Lắp ở ngoài nhà bếp này. Vì là ở đây thì họ còn nấu cắm cho bò này. Thái thức ăn cho dê này. Và nấu nướng ở đây này. Thì nó sẽ phải lắp ở ngoài này thôi. Thế thì để đây hay là... Nó phải lắp ở đâu? Lấy đây này, hắt ở vào trong nhà. Cái này nó thì... chống nước mà. Cái này chống nước mưa vào không sao đâu. Này, tiêu chuẩn IP67 này. Cho vào cái... Anh treo trên đấy đi, xong nó hắt vào trong này. Vào không, từ từ nhanh, để em nghiên cứu xem nào. Hay là lắp ở trong kia nhà bên này nhỉ? Đấy, thoải mái, đấy, thoải mái. Để nó hắt trong ngoài này xong sáng cả đường ngoài đường đi luôn. Đấy. Bây giờ anh treo cái này vào đấy cho em với. Lấy cái đinh về, đóng vào đấy đi. Kiếm cái đinh. Hoặc là dây thép đấy, lấy dây thép đi. Đóng vào đấy. Để mình xem nào. Cái đây là những cái vật dụng nấu nướng hàng ngày trong cuộc sống của họ này. Đây là vẫn một cái nồi mèn mén quen thuộc như hôm nọ nha các bạn ạ. Đây nó có cái móc treo này. Cái này nó ngửa lên như này. Ngửa lên như này. Quay ngược lại. Đâu? Quay ngược lại đấy, nó như thế này. Đấy. Treo nó lên đây đi. Đấy. À. Rồi treo lên đây đi. Phải lấy cái ghế. Đấy, treo lên đấy đi. Đóng được đinh không? Có búa đóng không? À, cái dìu đây này. Cái dìu đây này. Lấy cái ghế treo lên là đóng. Đóng nhẹ nhàng nhá, tí là sập cả nhà đi nữa thì. Anh em mình này mất thêm tiền dựng nhà cho cô nữa chết. Đấy có búa ngắn này, búa nhỏ này, búa đinh này. Xong nóng nó nghiêng nghiêng cái đinh lên, nó treo vào. Cái
Này. Ở nhà cô nuôi nhiều ong nhỉ. Đấy. Xong giờ lấy dây buộc cố định nó ngửa ngửa ra tí. Cho nó ngửa nghiêng nghiêng ra ngoài tí, cái này nó sáng rộng cơ mà. Đấy tầm đấy đấy. Người ngửa thêm đi, ngửa thêm tí đi. Ngửa thêm tí đi. Ngửa ra thêm đây, ngửa ra đây cơ, ngửa ra ngoài. Đấy đấy. Cho xuống tí, cho xuống tí. Đấy, xong bây giờ lấy dây buộc đừng cho nó di chuyển nữa. Xem nào, buộc vào. Đấy, buộc vào. Buộc cố định vào. Cắm vào vặn là xong rồi mà. Ừ. Nguồn điện năng lượng mặt trời vào cái bóng này nhá. Bóng báo là đang có điện vào. Bây giờ em nói nào anh chỉ đấy bảo cô nhá. À, đây là nút bật này. Anh bảo cô đi. Bảo cô đấy nút bật này, bật này tối bật lên. Từ nãy tí lúc này lúc khi trong tôi mà khi lúc này mà chỉ. Trong tôi mà tối nãy xong nút này là nút tắt nhá. Nút là sáng thì tắt đi, không dùng nữa tắt đi để tiết kiệm điện. Lúc này mà trong tôi mà khi lúc này mà chỉ sang do mà chỉ dùng mà chắc chắn tôi bỏ cái mà tua lúc này. Còn những cái này thì bảo cô đừng có sờ vào vì là cái này nó là phần cài đặt đấy. Thì sờ đến lúc này nó lại ấy đi. Không. Trong tôi mà hai nút đấy thôi. Bây giờ bảo cô bật thử xem nào. Bây giờ bảo cô bật thử xem nào. Đấy, đấy chỉ bật như thế nó sáng rồi đấy. Như thế là bóng sáng này tắt thử xem nào cô. Chỉ thẳng vào cái đèn đi, ấn đấy, nó tắt đấy, chỉ dùng thế thôi. Bảo cô này, anh ấy bảo thêm cô là em có bảo họ bán nên là họ cài đặt hết rồi, tối hẳn thì tối mịt thì nó tự bật đấy. Nhưng mà như kiểu lúc là trời bắt đầu tối mình muốn bật lên để nấu nướng thì vẫn phải bật nút này nhá. Tối mịt thì nó tự bật rồi. Đấy. Bảo cô thêm. Còn nên là tôi mua qua nó tà tà đâu nè là những cái qua tròn tu mà tôi bóc chì nữa hay hay dùng tròn tu mà dùng đi là thế nào cái tròn tu thế là được rồi mà khi nó trong á chỉ sao mình giàu rồi mà chỉ sao phú mình có lúc này mà mua lúc này thì qua tao tới rồi bảo cô là không được để mất cái điều khiển này nhá, mất điều khiển này là vứt đấy. Cất kỹ vào. Các bạn ạ, mình hướng dẫn cô thì nút bật nút tắt thôi, chứ còn cái nút chức năng cài đặt này, hẹn giờ này thì thôi, cái này thì cô chúng không cần thiết. Thế là được rồi. Rồi bây giờ đi vào nhà thì cô cháu mình nói chuyện tí nữa xong là bây giờ thì anh bê bao gạo này ra kia hỏi em với, để trên cái ghế kìa. Cô bảo để ghế đây cho nó ấy nhỉ. 50 cân gạo. Đấy nhá cô nhá, giờ không phải ăn men mén nữa nhá. Lại bắt tay rồi. Tầm này thì ăn được bao nhiêu lâu? À, anh hỏi cô nhá, tầm này ăn được bao lâu? Thế nó tổng đèn nó sẽ chẳng thấy phép. Tầm bao lâu? 3 tuần. 3 tuần. Mén 3 tuần. Mén 1 nửa như thế được 3 tuần. Cái này thì chắc cũng được 3 tuần. Đặt 2 mấy thùng mì tôm lên đấy đi. Và ít mắm muối mì chính đặt lên đấy hết đi. Xong rồi cô xuống nào. Hôm nay là tha này, chú này, y chính này. Cho nên là khá chút trẻ. Cái đấy thì anh chắc anh cầm về anh sử dụng gì sử dụng thôi, còn cô không sử dụng gì ở cái ốc đấy. anh nói với cô là những cái món quà này, món quà ngày hôm nay là từ cô Lan Hương ở trong Sài Gòn ấy, thì hôm nọ thấy được hoàn cảnh cô khó khăn quá thì cô có chuyển tiền cho em, nhờ em mua giúp đồ gửi tặng cô. Cái bao gạo kia là 50 cân này, 2 thùng mì tôm, cái này cái bóng kia nữa là tất cả là của cô Lan Hương hết. Tôm
mùa là hứa nữa nhá, phần trả xe co ở nửa tua nửa rong nửa tua nửa bỏ cho những à nửa mới họ chia lò đó cho phụ tử tin lòng nên nửa ca rồi mà nửa rồi đi bỏ chu này mi tông này tình này à tha số này số này mi chân này họ nửa rồi sau này mà phụ này đi học chuyên nghiệp à vẫn anh nhớ giỏi nghề à mà có sai nữa cái công sinh muốn được chưa tôi mùa đã mà nó công sinh muốn được chưa mình muốn được chưa là mà nó tả phu này nhớ hay phu này à mấy gì ý rồi à chưa bỏ cho mình này mà giỏi nghề anh đó có sang nghe một cháu xong rồi truyền tải xong chưa xong rồi về nó bảo là cảm ơn cô Lan Hương thôi, không phải cảm ơn em đâu. Một lần nữa thì Lượng xin cảm ơn cô Lan Hương rất nhiều đã giúp đỡ gia đình của cô. Thế là chính thức là nhà cô là 6 người con. 6 người con với lại một chị gái nữa. Chị gái là 60 tuổi ấy. À còn hai vợ chồng này. Chị gái nữa ba về 6 con. Nhà tổng là 9 người. Thế hôm nọ cô gỡ bao cũng lúc mà 6 người, lúc mà 9 người thì rất nhiều người thắc mắc không biết là 9 hay 6. Đấy. Đúng rồi. Thì em cũng không, hôm đấy là đi qua đây đúng không có ai để mà gọi và hỏi để ấy cơ. Đúng rồi. 9 người. Có nhà cô là 6 người, chị gái của trong này nữa thì 3 người già, 6 con. Thế như vậy thì cô ạ, như vậy thì cháu cũng đã giúp đỡ cô được một phần nào trong cuộc sống rồi. Mà một số mắm muối mì chính, hai thùng mì tôm để cô có thể nấu ăn hoặc là ăn sáng các thứ nhá, làm canh ăn các thứ, ăn với cơm. Mèn mén thì chắc cô cũng thôi ăn có gạo để có gạo trước đi, không thôi bỏ thôi, tạm thời có ăn mèn mén nữa. Rồi thế báo anh hỏi em cô bao lâu thì cô ăn cơm? Ta không thể là chỉ tâm nó mà không thể là chỉ muốn chơi chơi yêu à. Thế nó bảo là không có tiền thì mỗi một năm có tiền thì được một bữa, không có tiền thì không được bữa. Thế là chỉ cái ăn mèn mén thôi. Năm có tiền thì chỉ ăn được một bữa cơm. Còn năm không có tiền thì ăn mèn mén suốt quanh năm. Thế là đây thì không trồng được lúa nhỉ? Đây là khu vực này, đất như thế thì không trồng được lúa. Không, đây sao lại không thử trồng lúa nương xem có được không nhỉ? Không, không được, về không có nước thì... Lúa nương cơ mà, nó trồng như kiểu ngô đấy. Trồng cái này thì bây giờ trồng như thế thì đường đấy mà lúa được ít hơn. Đấy. À, lúa trồng vẫn ít hơn ngô, ngô được nhiều hơn. Đấy. Thế là ăn ngô. Các bạn có thể thấy hoàn cảnh của đồng bào trên này rất là khó khăn nhá. Thế cô cũng có một, thế là mỗi năm chỉ ăn một hai bữa thì chỉ bằng 1/10 của cái kia thôi. Đợt này thì cô ăn được tầm 3-4 tuần là coi như là được ấy rồi, thì cũng rất là vui thì có cô Lan Hương đã giúp đỡ gia đình cô. Thì anh có vội về chưa? Bây giờ cũng hòm xong việc rồi. Xong việc rồi là về kiếm khách. Về là đi tìm việc và làm kiếm khách thôi. Thế em trả tiền công anh này. Thế xin nhá. Cả anh nhá. Ấy thì tay đang đau, không bắt tay bên này, bắt tay bên này đâu. Rồi. Con đi ngoài bó mì tùng, ó bó mì tùng, chứ mua chị. Chế thả xua này, xu này mà chứ mua chị. Tại sao mà nè hôm qua thì... Anh bảo cô là em nãy cũng mua đồ hết tiền rồi. Cái này là tiền túi của em. Em gửi thêm cho cô để đi ngày chợ đi mua thức ăn về ăn. Từ tí lâu nên nhìn nếu mà mới bữa xe bùa thì là giờ khi mà ông mà vừa trọn xe là vừa nhìn nếu mà ở bên mì chế bùa cái tủ lĩnh là nó tức tỏ. Cố cầm đi, cố cầm lấy để chủ nhật ngày chợ đi mua thức ăn, mua ít thịt về ăn. Vâng, cứ bắt tay, cứ tí tí là bắt tay. Và tình cảm người vùng cao. Mùa mà vô tỉnh này này gì này, này, mà vô mà đấy đó chứ, một
yêu chip to lò nó lò sụp à yêu bốc bánh xe nó hở mà sao sai chả sao chưa hiện tại của... à anh nhắc lại cô là cái bóng ấy thì bảo trẻ con là hoặc là chồng ấy đừng có cái gì tác động vào nhá. Rồi lấy cái ở trên này ấy, thì đừng bảo trẻ con ném cái gì lên. Cái này là nó chỉ cần một nứt một đường thôi là nó hỏng luôn ấy. Bảo cô là như thế, đừng cho trẻ con nghịch vào nhá. Nói hay nhất này, lúc tự tính mà chỉ cho bố như này ở nhà lâu này, cho mì dầu này, thoa bát tàu trâu. Tàu trâu đó mà lìa là do lũ đầy sổ nữa mà chú bố mì dầu thoa bát rất một chất đó. Chứ cho mà nó ít tới cái này mà nó chân lên liền thì chân kề lại. Ừ. Hay cho mình dọa thế, hay những cái trí chê này sẽ đó. Ừ. Nó lộ mà mặc kia lắm. Ừ mà. Hay lấy ổ. Ừ. Này ok. Giờ cũng muộn rồi. Ừ. Thế cô. Cô nãy đang đi làm việc, cô làm tiếp đi, cháu xin phép cho đi về thôi. Ok anh em đi về, cảm ơn anh nhá. Sau này có gì lại giúp đỡ nhau nhá. Đâu cháu cô nhá, cháu đi về đây. Các bạn ạ, như vậy thì mình cũng vừa giúp đỡ trong gia đình cô. Là mình có mua những cái vật dụng thiết yếu như kiểu bóng năng lượng mặt trời và một bao gạo về để giúp đỡ gia đình cô. Thì một lần nữa thì Lượng cũng xin cảm ơn cô Lan Hương rất nhiều vì cô đã giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn mà trên kênh của Lượng truyền tải lên ấy. Đây thì tấm năng lượng ở trên kia thì cũng khá là hợp lý nhá. Hợp lý so với hướng mặt trời. Các bạn ạ, thật sự ấy thì mình... cuộc sống của mình đã khó khăn rồi, nhưng mà đi đến những nơi như thế này ấy, thì cứ thấy có những cái hoàn cảnh còn khó khăn gấp 10 lần mình cơ. Thì mình đi đến đâu ấy thì mình chia sẻ những cái hoàn cảnh lên kênh của mình ấy, để cho những mạnh thường quân giúp đỡ đồng bào trên vùng cao nhá. Thì một lần nữa thì Lượng cũng xin cảm ơn cô Lan Hương rất là nhiều. Thật sự ngôi nhà này thì nhiều người cứ tưởng là họ xây nhà là họ, nhà có điều kiện. Không phải đâu, vì là ở đây họ cái đồi chỉ núi đá không như thế này này, không có gì để canh tác cả, nên là họ sẽ phải cố phải đi làm thuê để có tiền mua gạch ba gạch vanh về để xây nhà nhá. Xây nhà thì họ sẽ đập đá như thế này về để làm, mà xong rồi đi thuê máy về cát, lấy cái làm cát để xây nhà. Vô cùng là khó khăn. Nếu những cái tường như thế này ấy, thì cũng không hề đơn giản tí nào nhá.